Dạ rồi ạ. Chị Hiền ơi. Hả? Khách gọi đồ uống ạ. Khách gọi gì? Một đen đá, một nâu lắc ạ. Một đen đá và một nâu lắc. Đơn giản mà em. Chuyện em. Em á? Chứ chả như tao. Bây giờ là mình đang học việc. Mình được cơ hội thử việc. Thế mình phải làm đi chứ. Đấy, công thức kia kìa. Nhưng mà em là phụ việc thôi mà. Quẩy lên. Có vấn đề gì xảy ra, tao sẽ chịu trách nhiệm. Ok. Thế nhá, thế đang bận. Thế nào? Thấy bảo chủ quán chơi Bitcoin thua, cần chuyển nhượng. Giờ quán nào cũng thế cả thôi. Mà ông ơi, đi với ông từ sáng giờ tôi mệt quá rồi ông ạ. Anh em làm tí water đấy bạn Hiền. Bây giờ các quán làm ăn kém, trả lại mặt bằng hàng loạt nên mới có cái để cho mày xem. Chứ như trước đây á, mày muốn xem chả được. Ông nói chuyện như cái thằng rồ ấy. Người ta thoát ra không được, ông lại lao đầu vào điểm gì? Theo tao ấy, mày về quản lý cái chuỗi khách sạn của nhà mày đi. Làm đại thiếu gia sướng hơn nhiều. Tao không thích. Tập làm quen đi. Thích hay không thì cuối cùng gì mày cũng phải tiếp quản thôi. Đấy là gia nghiệp nhà mày cơ mà. Một khi đã không thích ấy, thì rất khó để làm tốt. Tao không muốn công sức cả đời của bố mẹ tao lại bị tao làm toang. Tôi gọi lâu lắc không đường mà. Dạ. Nâu lắc không đường à? Không đường sao lại ngọt? Ơ, này, kia có phải là em Pu nhà mình không? Go on, come on. Không phải là mày thích chơi cho anh hùng cứu mỹ nhân gì? Đấy. Không đường thì là phải không ngọt. Đổi cho tôi câu khác. Em xin phép được giải thích cho chị hiểu là bản chất của nâu lắc là phải có sữa. Mà có sữa thì đương nhiên là nó phải ngọt. Còn nếu như chị không thích ngọt, không thích sữa, mình có thể cân nhắc để đổi sang đen đá. Em làm cho chị cốc khác nhá. Tôi không uống được cà phê đen đá. Đổi cho tôi cốc nâu lắc không ngọt. Thế thì em từ chối phục vụ chị luôn ý. Không phục vụ thì đi quán khác. Chị ơi, trước khi mình đi mình thanh toán giúp em ạ. Làm có đúng yêu cầu đâu mà phải thanh toán nhỉ? Nhưng mà em đã làm đúng với yêu cầu của chị. Còn uống hay không là quyền của chị chứ. Đúng rồi. À, quán này định ép khách kìa. Tôi không trả đấy, làm gì nào. Thì tặng thêm cho chị ấy 3 cốc nữa. Hai cô không nghe thấy tôi nói gì à? Làm thêm cho tôi 1 đen đá không đường, 1 nâu đá nhiều sữa và 1 nâu đá ít sữa. Mang về. Chị Tứ đã. Ở lại lấy đồ uống mà tôi vừa gọi đã chứ. Này này, đừng nói trò ép mua ép bán nhá. Muốn tôi phớt lên mạng không? Chị không phải trả tiền. Là tôi mời. Cậu có ý gì? Tôi chỉ muốn đổi lại nửa cốc nâu lắc còn lại của chị thôi. Chị cứ từ từ mà thưởng thức. Và tránh xa quán này ra. Chúc chị con miệng. Rõ ràng là chị khách cố tình kiếm chuyện. Chứ chị ấy vẫn uống hết nửa cốc mà. Không cần phải mất thời gian băn khoăn. Tôi trả hết. Được chưa? Uầy. Cái bà dở hơi như thế mà anh còn ga lăng được. Anh đúng là của hiếm đấy. Tôi không muốn bắt bà anh. Có cái gì đâu mà không được gì. Thì bà làm đi em. Nhanh lên không tránh vào dưa, không vào dưa. Anh đẹp dài uống gì? Cho hai đen đi. Đợi em tí nhá. Quắc, quắc, quắc. Chuột chuột mày. Quán này đẹp quá nhỉ. Mình vào đi ạ. Mình ngồi đây nhé ạ. Hai anh vừa ngồi đây. Làm gì có ai?
Thank you.